Theo dự báo từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 16 giờ ngày 17 tháng 9 năm 2024, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 16,8 độ Vĩ Bắc, 117,3 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 620 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức khoảng 50-61 km/h, giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25-30 km/h. Dự báo trong 24-48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, 11. Theo dự báo, vào lúc 16 giờ ngày 18 tháng 9, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Tây Tây Nam với tốc độ khoảng 20-25 km/h, mạnh lên thành bão. Vị trí tâm bão trên vùng biển quần đảo Hoàng Sa, cường độ bão cấp 8, giật cấp 10. 16 giờ ngày 19 tháng 9, bão di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 15-20 km/h. Vị trí tâm bão cách đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Đà Nẵng khoảng 200 km về phía đông đông nam, cường độ bão cấp 8, cấp 9, giật cấp 11. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo trong 48-72 giờ tiếp theo, bão có khả năng đổi hướng, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được khoảng 10 km, cường độ ít thay đổi. Về tác động của áp thấp nhiệt đới và bão trong 24 giờ tới, khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm khu vực quần đảo Hoàng Sa có gió mạnh cấp 6, cấp 7, vùng gần tâm bão đi qua cấp 8, tức khoảng 62-74 km/h, giật cấp 10, khoảng 89-102 km/h. Sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão 3-5 m, biển động mạnh. Trong 24-48 giờ tiếp theo, cảnh báo vùng gió mạnh mở rộng đến vùng biển từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi, sóng biển cao từ 2-3 m, vùng gần tâm bão từ 3-5 m. Tàu thuyền hoạt động trong các vùng nguy hiểm này đều có khả năng chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Hiệu ứng bão đôi cũng đang khiến bão số 4 trở nên khó lường hơn. Thạc sĩ Lê Thị Xuân Lan, chuyên gia dự báo khí tượng thủy văn giải thích rằng, phía đông của Philippines đang có cơn bão số 14 trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương với tên quốc tế là Pulasan. Áp thấp nhiệt đới vừa vào biển đông sắp mạnh lên thành bão số 4. Hai cơn bão này đang tạo ra hiệu ứng bão đôi trên vùng biển Tây Bắc Thái Bình Dương. Bão Pulasan và áp thấp nhiệt đới tương tác với nhau tạo thành hai lốc xoáy khổng lồ quay ngược chiều kim đồng hồ. Bão Pulasan hình thành trước và mạnh hơn. Cơn bão mạnh hơn sẽ gây ảnh hưởng lớn hơn đến cơn bão yếu. Hiện tại, sức tác động của Pulasan đến áp thấp nhiệt đới giảm nhưng vẫn còn. Do ảnh hưởng từ sự tương tác của bão đôi nên đường đi của bão rất dễ lệch khỏi hướng ban đầu. Điều này làm cho đường đi của bão liên tục biến đổi gây khó khăn trong việc phòng tránh và ứng phó. Báo Thanh Niên sẽ tiếp tục cập nhật tình hình thời tiết trong các bản tin sau. Ngày 17 tháng 9 năm 2024, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh ven biển từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa và các bộ liên quan yêu cầu chủ động ứng phó áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4. Công điện nêu rõ, theo bản tin của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, sáng ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới đã vượt qua đảo Luzon thuộc Philippines vào vùng biển phía đông khu vực Biển Đông. Khoảng 10 giờ ngày 17 tháng 9, áp thấp nhiệt đới có sức gió mạnh nhất cấp 7, giật cấp 9. Dự báo áp thấp nhiệt đới sẽ di chuyển theo hướng Tây với tốc độ 20 km/h, có thể ảnh hưởng trực tiếp tới vùng biển và đất liền nước ta, gây gió giật mạnh, mưa lớn ở khu vực Trung Trung Bộ và Bắc Trung Bộ trong những ngày tới. Diễn biến của áp thấp nhiệt đới này rất phức tạp, có thể thay đổi về cấp độ gió, tốc độ di chuyển và hướng di chuyển. Do đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão, đặc biệt là nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét có thể xảy ra. Cụ thể, Thủ tướng giao Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ quan dự báo khí tượng thủy văn tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, dự báo, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về diễn biến của áp thấp nhiệt đới cho các cơ quan và người dân chủ động ứng phó. Bộ trưởng các bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Khánh Hòa theo dõi, cập nhật thường xuyên thông tin diễn biến áp thấp nhiệt đới, bão, mưa lũ để chủ động chỉ đạo công tác ứng phó. Theo đó, Thủ tướng yêu cầu tập trung triển khai ngay các biện pháp bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phương tiện và các hoạt động trên biển, ven biển. Thủ tướng cũng chỉ đạo rà soát, hoàn thiện kịch bản ứng phó với áp thấp nhiệt đới, bão, ngập lụt, sạt lở đất, lũ ống, lũ quét. Tập trung bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, vận hành an toàn các hồ đập thủy điện, thủy lợi. Thủ tướng yêu cầu chủ động bố trí lực lượng vật tư, phương tiện, nhất là tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp của bão, mưa lũ, địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai ứng phó áp thấp nhiệt đới, bão lũ, cứu hộ, cứu nạn khi có yêu cầu. Theo thông tin mới nhất từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, lúc 13 giờ ngày 17 tháng 9, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở trên vùng biển phía đông khu vực Bắc Biển Đông,
cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 820 km về phía đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 7, tức từ 50 đến 61 km/h, giật cấp 9. Di chuyển chủ yếu theo hướng Tây với tốc độ khoảng 25 km/h. Dự báo trong 24 đến 48 giờ tới, áp thấp nhiệt đới có thể mạnh lên thành bão số 4, cường độ cấp 8, cấp 9, giật cấp 10, cấp 11. Báo Thanh Niên sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin sau. Theo thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, trong những ngày tới, miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông diện rộng. Trong khi đó, miền Trung có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Thông tin từ Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, ở Tây Nguyên, Nam Bộ đã có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Tại khu vực Trung và Nam Trung Bộ có mưa rào và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa tính từ 19 giờ ngày 16 tháng 9 đến 8 giờ ngày 17 tháng 9, có nơi trên 60mm, như La Dạ tại tỉnh Bình Thuận là 62,9mm, Đắk Ru tại tỉnh Đắk Nông là 110,8mm, Lộc Phú tại tỉnh Lâm Đồng là 82,2mm, Cửa Cạn tại tỉnh Kiên Giang là 154,2mm, Mái Dầm tại tỉnh Hậu Giang là 82,2mm, Xuân Hòa tại tỉnh Sóc Trăng là 71,4mm. Dự báo từ ngày 17 đến 19 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 80mm, có nơi trên 150mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Trong khi đó, Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30mm, có nơi trên 50mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Nhận định xa hơn về thời tiết, cơ quan khí tượng cho hay miền Bắc sẽ đón đợt mưa dông diện rộng từ đêm 20 đến 23 tháng 9. Tại Bắc và Trung Trung Bộ, từ ngày 18 đến 21 tháng 9, có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng với lượng mưa phổ biến từ 100 đến 300mm, có nơi trên 500mm. Ngoài ra, ngày 19 tháng 9, ở Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 20 đến 40mm, có nơi trên 90mm, thời gian mưa tập trung vào chiều và đêm. Từ ngày 20 tháng 9, mưa lớn ở Tây Nguyên và Nam Bộ có xu hướng giảm dần.